khi mà nhìn lại hành trình của mình ấy, thì mình thấy là sau một năm mình thay đổi như thế nào? Có thể là anh sẽ nhìn thấy Ngọc không có thay đổi quá nhiều về sắc vóc, về hình dáng, nhưng mà về cái tư duy, về cái cách suy nghĩ, sau một năm ít nhiều gì mình cũng đã thay đổi. Có thể nói cái thay đổi lớn nhất của mà em thấy được ở bản thân mình đó là mình dám bứt phá. Mình dám bước ra khỏi những cái vùng an toàn mà mình tự đặt cho bản thân mình. Và mình làm mới mình hơn. Mình dám làm những cái điều mà trước đây mình nghĩ rằng có lẽ không bao giờ mình dám làm. Đó là tham gia Lật Mặt 6 và có những cảnh quay nhạy cảm. Khi trước đây mình nói là mình không gọi là không có quá nhiều cái gọi là những cái mục tiêu và mình gọi là bị đặt giới hạn cho mình ấy. Thế là hồi đấy là mình đặt giới hạn của mình như thế nào? Mình định vị mình ra sao? Như mọi người cũng biết là em vào nghề rất là sớm. Từ năm em 16 tuổi là em đã tham gia nghệ thuật rồi. Thì khi đó em đã luôn đặt cho mình một cái gọi là kim chỉ nam làm việc. Đó là một nghệ sĩ không scandal, không đi lên bằng chiêu trò, hoặc là không đóng những cái cảnh nhạy cảm, đi lên bằng những cái cảnh nhạy cảm. Thì khi đó là em đã đặt cho mình một cái kim chỉ nam làm việc là như vậy. Và nó đã theo em suốt từ năm em 16 tuổi cho đến năm ngoái luôn. Năm 2022. Dạ, năm 2022. Thì em cũng đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội đến với mình. Tuy nhiên em nghĩ rằng năm 2022 khi mà em nhận được cái lời mời từ anh Lý Hải, thì thật ra lúc đó em cũng từ chối luôn. Vì nó có những cảnh quay nhạy cảm. À, lúc đấy mình cũng từ chối luôn. Dạ, lúc đó em cũng đi casting như mọi người, bởi vì lúc đó em không biết được kịch bản như thế nào. Thì em cũng đi casting 2 lần như tất cả các bạn diễn viên khác. Và sau đó thì em được chọn. Và khi được chọn xong thì em mới ngồi trao đổi kịch bản với anh Lý Hải. Và em mới hỏi anh Lý Hải là phim này có cảnh nóng không? Có mình cảnh hỏi nhạy luôn. Cảm không? Dạ. Tại vì em đã em là một người rất là ngại những cái chuyện đó, cho nên là em luôn là người chủ động hỏi. Để mình không có bị thắc mắc hay là bị thụ động trong cái việc là tìm hiểu thông tin. Thế thì anh Lý Hải nó có những cảnh quay nhạy cảm. Xong rồi sau đó em nói vậy thôi cho em đổi vai khác. Nhưng mà Ngọc ơi, từ nãy giờ như tôi lại đang phải có một cái tư duy là tại sao cô này lại được chuyên được chọn vào những vai nhạy cảm và cô lại phải từ chối nhiều như thế? Lý do vì sao? Ngọc nghĩ là vì sao ạ? Vì thực ra là ở ngoài thì ngoại hình rất là xinh đẹp, cũng rất là nhẹ nhàng, dịu dàng thôi. Nhưng tại sao mình lại được mời vào nhiều những vai mà nó có những cái cảnh nhạy cảm như vậy? Không đâu, em nghĩ là bất kỳ một bộ phim nào nó cũng sẽ có nhiều cái khía cạnh. Và những cái cảnh nhạy cảm đó nó sẽ là một cái khía cạnh, một vài phân cảnh trong cái tổng thể một bộ phim. Tuy nhiên em thì lại em không muốn những hình ảnh của mình đi lên bằng những cảnh đó. Với lại là thật ra bản thân em là một chỉ là một diễn viên thôi. Em cũng sẽ không kiểm soát được là hình ảnh của mình khi lên màn hình nó sẽ như thế nào. Bởi vì những cái điều mà em không kiểm soát được thì em sẽ lo lắng. Mà không phải lo lắng cho em đâu, mà lo lắng cho những người ở gần em, ví dụ như con em. Khi mà thấy những cái hình ảnh như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Cho nên đó là lý do tại sao mà em gần như là em đoạn tuyệt, gọi là có thể nói là đoạn tuyệt những bộ phim mà có những cảnh quay nhạy cảm luôn. Đến như mà mình không thích rồi, nhưng mà hình như là đấy, cái gì đấy lực hút nó ngược lại đúng không? Lại rất nhiều phim, vì bạn nói bạn phải từ chối rất là nhiều những bộ phim, rất là nhiều cái cơ hội vì nó có những cái cảnh nhạy cảm như vậy. Có đúng thế không? Dạ. Khi mà mình nhìn lại cái hành trình mà mình gọi là từ chối nhiều rồi, thì năm 2022, cái lý do nào mà khiến cho mình gọi là quyết định mình muốn thay đổi như vậy, mình muốn gọi là bứt phá như vậy? Trong năm 2022 này thì em thấy rằng là em có nhiều thời gian trò chuyện với con hơn. Thì khi mà trò chuyện với con thì em mới thấy được rằng bé, cái nhận thức của bé cũng đã lớn rồi. Cũng sẽ không có còn non nớt như 5-7 năm trước nữa. Và em đã có thể chia sẻ những cái công việc của mẹ đang làm cho bé. Và thường em đi quay thì bé cũng đi theo em để biết được công việc của mẹ như thế nào. Tại vì bé là một trong những người tác động rất là lớn đến việc em có nhận những phim có cảnh nhạy cảm hay không. Tại vì em muốn giữ một cái hình ảnh một người mẹ cho con mình, để con mình có được một cái tuổi thơ như những bạn khác, mà không phải suy nghĩ nhiều mẹ mình lên phim thế này thế kia. Thì vả lại năm nay cũng là năm
mà em bước vào tuổi 30, bước vào độ tuổi gần như có thể nói là trưởng thành của một người phụ nữ. Và em nghĩ rằng mình cũng nên có một sự thay đổi, bởi vì mình cũng đã quá an toàn trong một thời gian quá dài rồi. Mình cần phải có một cái sự đổi mới. Đó là khía cạnh thứ hai. Còn khía cạnh thứ ba, đó là sau khi mà trao đổi với anh Lý Hải về những cái phân đoạn đó, thì em rất là tin tưởng anh Hải rằng là những cái phân cảnh nóng đó sẽ không phải là những cái phân cảnh mà dùng anh Hải dùng để câu view hay là dược tiết, mà anh Hải sẽ tập trung vào cái câu chuyện, vào cái cốt truyện nhiều hơn, vào chất lượng sản phẩm nhiều hơn. Và những cái cảnh đó nó chỉ là những cái điểm nhấn cho nhân vật để câu chuyện xảy ra một cách hợp tình hợp lý. Đó là lý do tại sao mà em nhận Lật Mặt Xấu, và cũng là lý do tại sao em thay đổi, bứt phá bản thân mình. Ngọc nói là Ngọc rất là an toàn, và Ngọc có một cái kim chỉ nam. Ngọc làm việc ở trong gọi là một cái môi trường nhiều màu sắc này, nhiều những sự mới lạ và nhiều cám dỗ. Nhưng tuy nhiên thì Ngọc lại vẫn rất là gọi là, tôi nghĩ là với hơn 10 năm nhé, thì vẫn là hài lòng với cái công việc đấy, đúng không ạ? Vẫn là hài lòng với cái công việc về diễn xuất cũng như là về người mẫu. Có đúng thế không? Thật ra bản thân em là một người có thể nói là tuy làm trong nghệ thuật nhưng mà không có quá nhiều tham vọng. Em luôn hài lòng và bằng lòng với những gì mình đang có. Kể cả có rất là nhiều người nói em là so với cái lứa mà cùng thời điểm với em thì em đi chậm quá so với các bạn. Nhưng mà riêng bản thân em thì cũng không thấy buồn vì điều đó, bởi vì thực sự đó là sự lựa chọn của mình. Và sự lựa chọn của mình khiến mình cảm thấy vui và cảm thấy thoải mái thì là được rồi. Với em nghĩ rằng con đường nghệ thuật chân chính là một con đường rất là dài. Và để đi được con đường đó thì mình cần phải chứng minh bằng thực lực, bằng khả năng, bằng năng lực của mình. Giống như kiểu là anh muốn xây một ngôi nhà cao thì nền móng anh phải vững. Thì con đường nghệ thuật cũng vậy, nếu như anh muốn đi dài thì mình cần phải có những sản phẩm chất lượng cũng như là những cái lựa chọn dự án đúng đắn. Tôi đồng ý với cái quan điểm của Ngọc, đấy là việc mà có thể xây một ngôi nhà cao hay là một cái hành trình mà nó gọi là phát triển lớn thì mình cần một cái nền móng vững chãi. Nhưng tuy nhiên, một cái điều mà khiến cho những nữ diễn viên xinh đẹp như Ngọc gọi là hơi bất lợi một tí, vì khi mà cái độ tuổi của mình lớn rồi thì mình không còn những cái cơ hội, không còn những cái trải nghiệm, không còn có những sự mới mẻ để mà mình vào những cái vai nữ chính hay là vào những cái vai mà nó đòi hỏi về thời gian đấy, nó đòi hỏi về sự thanh xuân đấy. Thì Ngọc có nghĩ điều đấy không? Khi mà mình gọi là xây, trong cái quá trình mà mình xây và mình gọi là mình bám chắc cái trụ ấy, nhưng mà mình cũng đồng nghĩa với việc mà mình bỏ qua rất là nhiều cơ hội, bỏ qua cái thanh xuân của mình. Thật ra trong cái hành trình thanh xuân đó chỉ là em không nhận những dự án điện ảnh thôi, những dự án điện ảnh chưa phù hợp. Chứ thật ra em vẫn nhận những dự án phim, truyền hình hoặc là những dự án phim ngắn phù hợp với cái định hướng con đường nghệ thuật của em. Chẳng qua là những cái dự án điện ảnh nó chưa phù hợp với em là do cái định hướng hình ảnh khác nhau. Nhưng mà ngay tại thời điểm này thì em thấy rằng mình nên rẽ một cái hướng khác để mà hình ảnh của mình nó cũng sẽ khác hơn. Ví dụ như là mỗi một độ tuổi, em nghĩ rằng nó sẽ có một cái trải nghiệm của bản thân về cuộc đời. Và từ đó mình sẽ đưa những cái trải nghiệm từ cuộc đời của mình đưa vào phim. Thì em lại thấy rằng bây giờ nó mới là cái độ tuổi mà em cảm giác chín mùi. Nó rất là chín mùi. Và mình đủ cái trải nghiệm, đủ cái sự tư duy cũng như là sâu sắc để mà mình thể hiện nhân vật một cách nó trọn vẹn hơn.